thấy rõ không con? Ba ơi, tại sao cái này ta hết mở rồi? Chưa mở. Vô trong hầm thôi. Đi một vòng á. Vậy thôi. Em mở lại. Rồi đi trước đi. Vô trong kia đi, đẹp hơn. Vô trong kia đi kiếm cá mập đi, với cá đuối luôn. Em giữ em. Không có, đứng yên cho không có đưa. Xóa ra ra bên cạnh. Ơi. Đây nè, cái mập con nè. Cái mập nhám đó. Ơi. Cái này là cá trình. Đây nè, con này có mập nhiều nè, có mập nhám á, có mập nhám nhỏ nhỏ nè. Ba, cái hộp trong kia kìa. Đâu? Cái mập to nó con. Đó cái mập đó. Đó. Ba ơi, sao ta cho nó ăn rồi ba? À, người ta có người cho, có khách cho. Ba ơi. Ủa sao nó không thấy con? Này cái gì vậy? Cái này hả? Cái này à, không biết cái gì. Một đoạn lớn luôn. Con đi rồi ba. À, còn thấy cái xương đùi nữa không? Thấy xương đùi nữa không? Ồ, bên đây cá lớn nè. Ở trên đầu có con cá gì kìa. Ồ, ba nè, đúng rồi. Cá to. Bay ra bà ra đây.